Là thiên, tập 64, chấn động thần thành. Trời ạ, à, hơn 4 vạn cân, tiểu tử đêm này còn có thiếu niên thanh tú này nữa, vận may quá nghịch thiên mất rồi, ném vợ chín tảng tây qua thạch, lập tức có được hơn 4 vạn cân nguyên, thật không có thiên lý. Vận may đến không đỡ được, vừa rồi các vị có nhìn thấy không? chín tảng tây qua thạch đều là do đám ngô tử minh, lý trọng thiên đá qua, hai người này căn bản không đi chọn đá. Đúng vậy, ta cũng nhìn thấy là ngô tử minh cùng lý trọng thiên tự đá đi, ông trời đều giúp. Ngô tử minh nghe thấy những lời này, có xúc động muốn hộp máu, lý trọng thiên cũng không tốt đến đâu, muốn cắn người, đầy rõ ràng là cực phẩm coi tiền như rác. Lý Hắc Thủy cùng bọn họ hoàn toàn trái ngược. Mặt đầy ý cười, hắn thò mặt tới, nghiêm túc quan sát sắc mặt mười mấy người rồi sau đó ha ha cười lớn. Ha ha ha. Bên ngoài tây quả thạch có những đường vân giống như vỏ dưa hấu, cho dù có thể cắt ra nguyên, số lượng cũng rất ít, đa phần là dạng hạt giống như hạt dưa, đây cũng là nguồn gốc cái tên của nó. Đương nhiên, chuyện cũng không phải tuyệt đối, tại rất lâu trước kia, có người cắt ra hơn chục hạt dưa thần nguyên chấn động thần thành. Giờ phút này cắt ra 49 hạt dưa tử tinh, tuy rằng không thể so sánh với hạt thần nguyên, nhưng cũng rất khiến người ta giật mình. Hiện tại đến phê lý hắc thủy cười to, đám người ngu từ minh mặt đen sạm, hơn 4 vạn cân nguyên, thật sự khiến người ta vàng mắt, số lượng quá mức khổng lồ. Mười mấy vị quý nhân đừng thất thần, lấy nguyên ra đi, 4 vạn hai ngàn cân, các vị khẳng khái như thế, thật sự làm chúng ta cảm động. Diệp phàm cùng lý hắc thủy tiến lên, bắt đầu thu nguyên chia tay ra với mười mấy người kia. Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên khó chịu vô cùng, đáy lòng muốn uất ức bao nhiêu thì có bấy nhiêu, cảm giác như đang bay trên chín tầng trời, đột nhiên bị người vụt một cái kéo xuống hầm cầu. Bọn họ vốn muốn trêu chọc hai người, đưa hai người thành trò cười, kết quả là tự mình ngược lại thành coi tiền như rác, vô duyên vô cớ mỗi người phải lấy ra ba ngàn cân nguyên. Thật sự là khiến người ta lên tăng sông mười mấy người đều cảm thấy đỉnh đầu đang bốc khói trắng, như là đang thiêu đốt, chuyện này thật quá uất ức. Chỉ là tùy tiện trêu chọc hai tên nhà quê mà thôi, kết quả là đáp vào nhiều nguyên như vậy, hơi thở ra ngoài cũng đều mang theo hơi nóng. Ông trời, thật không có thiên lý, tây qua hạch, không ngờ lại ra từ tinh nguyên, thật là, ta muốn đánh người quá. Một tên con cháu đại giáo đầy vẻ hối hận. Ba ngàn cân nguyên, còn bà nó, một nửa gia sản của ta cứ như vậy không còn từ tinh nguyên chó má. Một tên đệ tử đại giáo khác khá thô lỗ, căm giận nguyền rủa. Ngô Tử Minh lại càng là sắc mặt xanh mét, nếu không phải hắn cùng Lý Trọng Thiên giữ hai tên nhà quê không cho đi, cũng không đến mức vô duyên vô cớ làm con lửa tai to. Ngô huynh ngươi có phải bệnh rồi không, sắc mặt làm sao còn tím hơn cả từ tinh nguyên. Lý Hắc Thủy vung vẩy cái túi, tiến đến gần, vẻ mặt chất phác, quan tâm hỏi. Tiểu tử ngươi đừng có được tiện nghi còn khoe mẽ. Ngô tử minh mũi phun ra lửa, cảm giác máu mũi đều sắp tức mà trào ra ngoài, hắn vung tay, ném ba ngàn cân nguyên xuống đất. Đám người này đều là con cháu đại giáo, nguyên trong tay còn nhiều hơn đồ phi nhưng cũng chỉ là hai ba phương mà thôi, hiện giờ một lúc phải lấy ra gần một phương, bất cứ người nào cũng đều đau lòng. Tất cả mọi người gân xanh nổi lên, không cam lòng ném nguyên xuống đất, bọn họ đều là người có thân phận, trước mắt bao người không dám quyệt nợ, không thể làm mất thể diện hoàng tử điện hạ, đa tạ. Diệp Phàm tự mình tiếp nhận 3000 cân nguyên trong tay đại hạ hoàng tử. Rồi sau đó, hắn xoay người nhìn về phía tiểu ni cô áo trắng, cười tủm tỉm mở miệng. "Tiểu muội muội, muội có nguyên tuyền không?" Tiểu ni cô áo trắng chu cái miệng nhỏ nhắn, trong cặp mắt to thơ ngây đầy vẻ vô tội, nàng vô duyên vô cớ bị cuốn vào, hoàn toàn là tai bay vạ gió, một, không giễu cợt hai người, hai, không cực nguyên, không ngờ cũng phải giao nguyên ra đại hạ hoàng tử nhíu mày rất không vui thấy diệp phàm cười như vậy với muội muội của mình hắn trực tiếp tiến lên chặn lại rồi sau đó vãi ra một phương nguyên rồng một đống nguyên trên mặt đất lấp lánh hào quang linh khí cuồn cuộn lộ ra sắc bóng cái thứ sáng lấp lái này thật sự mê hoặc tâm thần ha 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 lý hắc thủy cười to mười mấy người đều xa sầm nét mặt cơn tức đầy bụng nhẹ đến khó chịu thật là quá oan ức diệp phàm mặc kệ bọn họ tay áo cuốn một cái thu hồi toàn bộ nguyên nhoáng cái chiếm được hơn bốn vạn cân nguyên hắn lại tiến gần đột phá cảnh giới thêm một bước lần này ta chân chính cược đá với các ngươi các ngươi có dám hay không ngô tử minh trầm giọng hỏi có gì không dám tuy nhiên ngươi còn có nguyên sao diệp phàm mặt mày tình bơ hỏi Vô tử minh há miệng thở dốc, vừa rồi rất nhiều người đều không đủ nguyên, vay mượn lẫn nhau cuối cùng coi như gom đủ 4 vạn 2 ngàn cân. Bọn họ không có khả năng đều mang tất cả nguyên ở trên người. Không có nguyên thì cực cái gì? Hiện tại, đến lượt lý hắc thủy miệt thị bọn họ, trên mặt đen viết đầy vẻ châm trọc. Tiểu tử đen, người bớt đắc ý. Còn bà nó, ta đen chỗ nào, cái này gọi là đàn ông, người hiểu hay không, người có hay không? Lý Hắc Thủy tuyệt không cảm thấy được mình đen, gần cổ cái. Người vây xem đều không biết nói gì hơn, có người lầm bầm. Đều đen thành như vậy còn nói là không đen. Ta còn có nguyên có thể cược với ngươi. Ở chỗ này chỉ có đại hạ hoàng tử không chút nào để ý được mất vừa rồi, tiến lên phía trước. Người có bao nhiêu nguyên? Lý Hắc Thủy hỏi rất trực tiếp. Ba Phương Người chung quanh hít sâu một ngụm khí lạnh đại hạ hoàng tử quả nhiên là giày phong, không hổ là một trong những truyền nhân của Trung Châu Tứ Đại Hoàng Triều Bất Hủ, tùy thân mang theo hơn vạn cân nguyên. Được, không thành vấn đề, ta cược với ngươi. Diệp Phàm cười gật đầu. Đại hạ hoàng tử long hành hổ bộ, lòng khí vần quanh, dáng người cao ngất, rất là ép người, dẫn đầu đi về phía vườn đá ở chỗ sâu bên trong tiểu ni cô áo trắng rất bất mãn, nàng vô duyên vô cớ bị Diệp Phàm lấy mất một phương nguyên, cảm thấy rất ủy khuất, hoàn toàn là chuyện không liên quan đến nàng. Nàng chun cái mũi thanh tú, nắm bàn tay nhỏ hua hua hướng Diệp Phàm rồi sau đó nhẹ nhàng xoay người theo ca ca rời đi. Diệp Phàm cùng Lý Hắc Thủy không thèm quan tâm đi theo, tất cả mọi người đều đi theo, biết có kịch hay để nhìn. Thiếu chủ thiên yêu cùng yêu nguyệt không cũng đi theo, hắn một thân áo tím, con người thâm thúy là một nhân vật tiêu điểm, thân phận hắn có thể sánh ngang với đại hạ hoàng tử, được không ít người tiền hô hậu ủng. Sáng sớm, ánh ban mai chiếu rọi là một góc đạo quan cùng vùng đất ven đó nhuộm một tầng hào quang thánh khiết, đi ở nơi này khiến người ta có một loại yên bình, thể xác và tinh thần như được cột rửa. Mọi người dọc theo con đường nhỏ trái đá, xuyên qua vài khu rừng cổ thụ, đi ngang qua vài đạo quan, một mực đi vào sâu trong. Thẳng đến khi đi tới vườn đá tầng thứ 18, đại hạ hoàng tử mới dừng lại. Vật liệu đá nơi đây đã tương đối đắt đỏ, một cân đá bằng 10 cân nguyên, đá đắt hơn nguyên, người bình thường căn bản không thể chịu đựng. Từ vườn đá thứ 18 về sau, cược đã không còn là nguyên tinh thuần mà là thứ quý báu hơn, tiêu phí rất lớn. Tuy nhiên, điều này lại khiến Diệp Phàm tương đối vừa lòng, nếu là nguyên tinh thuần hắn thật không biết phải chờ tới năm nào tháng nào mới có thể gom đủ số cần thiết, mà đám chân thạch này nếu như cắt ra thứ gì nhất định là cực kỳ quý báu có thể gia tăng tốc độ thu nguyên của hắn ở nơi này thì thế nào đại hạ hoàng tử hỏi dù sao đều đã đi tới đây rồi sao không đi vườn đá hiệu chữ thiên diệp phàm mỉm cười nói rất nhiều người đều hít sâu một ngụm khí lạnh vườn đá hiệu chữ thiên kỳ thạch ở đó đắt tới dọa người thế hệ trẻ tuổi rất ít người tới chỉ có nhân vật lớp trước rất có lai lịch mới thường lui tới nơi đó chính là chỗ có tảng đá trị giá ngàn cân nguyên rất nhiều người đều đi thử vận may kết quả đều thua đến mặt tái dại thậm chí có tảng đá mới vài cân đã trị giá hơn vạn cân nguyên ngay cả thái thượng trưởng lão của các thánh địa đều cảm thấy đau lòng người chung quanh nghị luận nhắc tới vườn đá hiệu chữ thiên rất nhiều người đều vừa kích động vừa bất đắc dĩ ngưỡng bực quá cao căn bản không thể chịu nổi cũng không phải tất cả mọi người đều hiểu biết có người khó hiểu hỏi đắt một cách quá đáng như vậy, cũng quá dọa người hả, như vậy cũng có người tới chọn đá. Người lại không biết, đó đều là kỳ thạch, vạn nhất cắt ra thứ gì, nhất định là kỳ chân hiếm thấy, giá trị kinh người. Đúng vậy, một khi cắt ra bảo bối, đừng nói là mấy vạn cân nguyên, cho dù mười mấy vạn cân cũng chưa chắc có thể mua nổi. Một số người hàng năm ra vào thạch phường nói vậy khiến rất nhiều người hít sâu một hơi. Nếu đã như vậy, sao thánh địa không tự cắt ra, vì sao phải như thế, để cho người khác tới chọn đá? Có người hỏi. Người cho là các thánh địa muốn vậy sao? Bọn họ cũng không thể xác định trong tảng đá có chân bào hay không, vì để tối đại hóa lợi ích, để ở nơi này bán với giá trên trời, cho người ta đi cược. Quả thật như vậy, đây là nguyên nhân căn bản sự tồn tại của thạch phường thánh địa. Đại hạ Hoàng Tử chỉ hơi trần chờ một chút liền sảng khoái đáp ứng, nói. Được, nếu đã như vậy chúng ta liền đi vườn đá hiệu chữ thiên. Lập tức, người ở đây một mảnh xôi trào, bọn họ biết, hôm nay nhất định có người ra tay hào phóng. Các ngươi xác định muốn đi vườn đá hiệu chữ thiên. Đám người ngô tử minh cùng Lý Trọng Thiên đều vô cùng giật mình. Hiện tại đến phe Lý Hắc Thủy Lỗ mũi hích lên trời, nhàn nhã ung dung nói. Các ngươi chưa từng cực hả, lần này cố mà tăng thêm kiến thức. Không ngờ, bị hai thằng nhà quê này khinh bị ngược lại đám người ngô tử minh muốn bao nhiêu buồn bực có bấy nhiêu, tất cả đều căm giận không thôi. Tiểu tử đen, lần sau ta cùng ngươi luận thắng thua. Trong mấy mấy người, trước sau có người lên tiếng. Ta tuyệt đối không đen, đừng nói đến từ đêm này với ta, còn nữa, lần sau các ngươi mang đủ nguyên bản cược thánh ta cược cho các ngươi xanh mặt. Tiểu tử đen quá ngông cuồng. Người mới đen ấy, cả nhà các ngươi mới đen. Lý Hắc Thủy trận trắng mắt phản bác. Trong vườn đá hiệu trừ thiên có một gốc mây lớn, thô to khiến người ta trận mắt há mồm, đường kính tới 10 thước như một con thương long nằm ngang, bò ra bốn phương tám hướng. Đây không phải đại thụ, chỉ là một cây mây lại đã thô to như vậy, đạo nhất thạch phường phạm vi rất rộng, đạo quan thành vùng đều có dây mây bò khắp nơi. Ở bên cạnh gốc mây còn có một cái giếng được xây bằng nguyên thạch, dây thường mài lên mặt trên để lại những dấu vết, năm tháng xa xưa, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm gốc mây này có tới mấy vạn năm rồi. Lý Hắc Thủy giới thiệu cho Diệp Phàm. Tường truyền nó đều sắp hóa rồng rồi, nhưng năm đó bị cao nhân biến thành gỗ thường, tất cả linh khí đều xuyên thấu qua giếng cổ, làm dịu khu thạch phường này. Còn có một loại cách nói khác, ở trong thần thành, bất kể là cây xa xôi cỡ nào đều không có khả năng hóa yêu thành tinh, linh khí tích tụ chỉ có thể tầm bổ cho tòa thành yêu tộc thiếu chủ yêu nguyệt không tiến lên, hắn dáng vẻ hiên ngang, có một cỗ khí chất yêu thần, mũi nhọn giấu vào trong. Ở sâu trong con ngươi như sao sáng kia mơ hồ có thể khiến người cảm thấy thần vận duy ngã độc tôn. Hai vị tiểu huynh đệ, nếu là lát nữa cắt ra chân bảo, có thể cân nhắc đến thiên yêu bảo khuyết ta đấu giá hay không? Không thành vấn đề, nếu là cắt ra chân phẩm, nhất định sẽ làm phiền nguyệt không huynh. Nếu đối phương có ý vươn cảnh ô, lưu, diệp phàm tự nhiên nguyện ý kết giao. Vườn đá hiệu chữ thiên rất vắng vẻ, không có bao nhiêu người lui tới, nhưng hiện tại chỉ một thoáng liền náo nhiệt hẳn lên. Mọi người ở vườn đá khác đều bị kinh động, không ít người tụ tập tới đây. Ta tưởng tám tên biên kia tới, hóa ra là những người khác tới vườn đá hiệu chữ thiên chọn đá. Là đại hạ hoàng tử cùng người khác cược, có vẻ có trò hay để xem nơi này có cao thủ tọa trấn người bình thường không thể vào đây chỉ có thể đứng ngoài xem chỉ có người chọn đá mới được tiến vào dù sao đá nơi đây quá quý báu trong vườn có một lão đạo cô ngồi xếp bằng trên bồ đoàn không nhúc nhích nhìn không ra tuổi tác bên trong còn có bốn năm lão nhân đang chọn đá khi đại hạ hoàng tử tiểu ni cô diệp phàm lý hắc thủy đi vào bà ta cũng không nhúc nhích giống như một cái cây đã khô héo những người khác cũng không dám ồn ào Vây quanh vườn đá hiệu chữ Thiên Lặng lặng quan sát, cũng may là không có tường vây, có chỉ là thảm thực vật, mọi thứ đều có thể nhìn thấy. Diệp Phàm vừa bước vào khu vườn này liền cảm giác được khí tức của Thái Sơ phi thường dày đặc, hắn dường như nhớ tới cái đêm đó, đặt mình ở trong vùng cấm. Tuyệt đối đều là chân thạch. Diệp Phàm đoán những vật liệu đá này hơn phân nửa có một số lấy ra từ trong vùng cấm hoặc là vô hạn tới gần vùng cấm Thái Sơ trước kia tuy rằng vòng qua vườn đá hiệu trự thiên vài lần nhưng vẫn là lần đầu tiên đi vào lý hắc thủy chuyển âm diệp phàm mỉm cười chuyển âm đáp lại sau này cơ hội nhiều hơn các đại thánh địa đều đang chờ chúng ta đó đại hạ hoàng tử cùng tiểu mi cô hiển nhiên không phải lần đầu tới có vẻ vô cùng quen thuộc rất nhiều người khó hiểu vì sao đại hạ hoàng tử luôn dẫn theo muội muội của mình chỉ có diệp phàm đoán ra được một ít đại hạ công chúa này gửi thân phật giáo hiện giờ có thể là vào đời tu hành. Vườn đá hiệu chữ thiên không hề ít trúc ngọc, xanh biêng biếc, tăng thêm vài phần ưu tĩnh. Vật liệu đá nơi này cũng không phải rất nhiều, nhưng đều có vị trí riêng, người của đạo nhất thánh địa đều tuần tra mỗi ngày, bởi vì thật sự rất quý báu. Tuy nhiên số vật liệu đá này đều bày biện rất tự nhiên, hoặc ở dưới khóm trúc, hoặc ở bên dòng suối dốc rách, hoặc ở giữa khóm mây. Đá cùng cảnh vật giao hòa, hết sức hài hòa, có một loại hương vị thiên địa quy nhất phản pháp quỳ chân. Một vị nguyên sư phó tận tâm tận lực đi cạnh bọn họ, không ngừng giới thiệu. Cho dù Diệp Phàm sớm chuẩn bị tâm lý vẫn bị dọa cho nhảy dựng, rất nhiều tảng đá không lớn nhưng đều trị giá vài ngàn cân nguyên. Càng thái quá chính là có một số vật liệu đá, một cân trị giá ngàn cân nguyên khiến hắn cảm giác ăn không tiêu, chịu không nổi. Lão sư phụ à, giá này cũng quá đắt hả, có người mua nổi sao? Diệp Phạm nói. Nguyên sư phó nói. Ngày thường nơi này rất ít khi nhìn thấy người trẻ tuổi, đều chuẩn bị cho một số lão già bảo thủ, các ngươi quả thật chịu không thấu, đối với những người đó mà nói. Nếu có thể từ nơi này đánh nhiều ra một hy vọng, một tương lai, bọn họ nguyện dốc hết mọi thứ. Nơi này từng cắt ra bảo bối gì? Lý Hắc Thủy hỏi. Từng cắt ra thần nguyên, cũng từng bóc ra một ít kỳ chân, diệu không thể nói rõ. Nguyên sư phó mỉm cười. Tảng đá này trị giá 10 vạn cân nguyên. Lý Hắc Thủy kêu sợ hãi. Một tảng đá đắt tới mức khiến người ta không thể chấp nhận, nặng tới hơn trăm cân, lặng lặng nằm trong rừng trúc, lại có một cỗ đạo vận đang lưu động. Quá đắt rồi, các ngươi đây là bán vật liệu đá hay là bán thần nguyên? Lý Hắc Thủy lầm bầm. Nó đang ra đó. Nguyên sư phó nói. Lý Hắc Thủy âm thầm truyền âm nói. Tảng đá này quả thật rất đặc biệt, hình như có đạo vận, linh giác của ta trời sinh nhạy bén, cảm thấy được nó. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Khối vật liệu đá này rất khó nói, ta cũng nhìn không chuẩn, trong ngoài không đồng nhất, nói không chừng là cắt xuống từ trên chủ thạch có đại đạo thần vận khác, không dễ lựa chọn. Bằng không đặt ở nơi này lâu như vậy, vì sao không ai chọn nó? Điều này cũng đúng, đạo vận động lòng người lại không ai dám động, nhất định là có đạo lý, dù sao những lão già bảo thủ tới đây chọn đá đều tinh hơn cả hồ ly. Lý Hắc Thủy giật mình, sau khi xem qua không ít vật liệu đá, trong lòng Diệp Phàm chấn động dữ dội, vườn đá hiệu chữ thiên của thánh địa quả thật rất không đơn giản, hắn cũng không thể không cẩn thận. Tảng đá này Lý Hắc Thủy kinh ngạc Bọn họ lại gặp được một tảng đá, dài không quá một xích nhưng lại sinh ra cửu khiếu, cực giống một người đá. Đây là trời sinh hay là mài ra? Lý Hắc Thủy hỏi Tự nhiên là kỳ thạch trời sinh, bằng không làm sao lại trị giá 9 vạn cân nguyên nguyên sư phó nói người có thể nhìn ra cái gì không lý hắc thủy âm thầm truyền âm hỏi diệp phàm tảng đá này nhìn không thấu trước tiên không nên động vào diệp phàm lắc đầu các ngươi chọn xong chưa đại hạ hoàng tử cách đó không xa xôi hắn đã chọn một khối vật liệu đá chỉ nặng bảy tám cân nhưng giá cả lại cao tới hai phương nguyên hoàng tử điện hạ người chẳng qua có hơn vạn cân nguyên hiện tại thoáng cái tiêu hai phương nguyên chỉ còn dư một phương làm sao cược với chúng ta lý hắc thủy hỏi ta còn có tiểu ni cô áo trắng mở miệng mắt to đen lúng liếng chớp mắt mấy cái nhìn hai người nói lát nữa thôi đừng có khóc nhè diệp phàm trêu đùa tiểu ni cô trốn mũi trôn trắng mắt nhìn hắn đại hạ hoàng tử thì hư lạnh một cái diệp phàm đi ngược lại nói chúng ta cũng chọn xong rồi chính là khối này hắn chọn chính là một khối vật liệu đá phi thường lớn, cao hơn thân người nhưng giá cả cũng không phải đắt đỏ cỡ nào, trị giá 3.000 cân nguyên. Tuy rằng vẫn còn là rất đắt nhưng tương đối với vật liệu đá trong khu vườn này mà nói, khối lớn như vậy đã xem như là giá sàn. Trung quanh vườn đá, đám người vây xem rất giật mình, hai người này tiêu phí quả thật rất nhiều. Tuy nhiên, Ngô Tử Minh vẫn đạt kích nói, thật sự cho rằng chọn khối vật liệu đá lớn có thể cắt ra kỳ chân sao thật là cái gì cũng không hiểu lý trọng thiên cũng cười nhạo nói ở trong vườn đá hiệu chữ thiên lại chọn đá như vậy thật là buồn cười lý hắc thủy trực tiếp miệt thị đều thua sạch nguyên rồi còn chỉ điểm giang sơn cái gì đứng sang một bên học tập đi ta xem ngươi có thể cắt ra cái gì đám người ngô tử minh cùng lý trọng thiên cười lạnh nói vậy nhìn cho kỹ chậm rãi học lý hắc thủy cười ha ha diệp phàm nhìn về phía đại hạ hoàng tử nói điện hạ lần này là vạn cân nguyên ai cắt ra nguyên chân quý giá trị cao thì người đó thắng được không cứ như vậy đi cắt đá đại hạ hoàng tử gật đầu nói diệp phàm đáp lần này hắn rất cẩn thận tự mình cắt đá chậm rãi lột ra từng lớp vỏ đá người nắm chắc không lý hắc thủy âm thầm truyền âm Khối vật liệu đá này hẳn là có thể cắt ra đồ vật, ta cảm giác bên trong có vật quý hiếm, nhưng không cắt hẳn ra, vẫn khó chính thức xác định. Diệp phàm đáp Road Lập đá ngoài chậm rãi bóc ra, Diệp phàm cẩn thận hạ đao, lần này không tùy ý giống như ném vỡ tay qua thạch, mỗi một đao đều rất cẩn thận, chỉ sợ cắt hỏng cái gì. Giặc Đột nhiên Diệp phàm lại nhẹ nhàng hạ xuống một đao, tảng đá tự nhiên nứt ra, một vùng hào quang trói mắt bắn ra cực kỳ đẹp mắt rồi sau đó một đạo quang ảnh xông lên bay lên phía bầu trời trời ạ à, cái gì đó cái gì bay lên kia rất nhiều người kêu lên kinh ngạc như là một bóng người không sai một người bay ra sao người vây xem bên ngoài vườn đá hiệu chữ thiên lập tức xôi trào thạch trung phi tiên quả thật như là một bóng người diệp phàm thật sự bị kinh sợ cùng lúc đó lão đạo cô nhắm mắt vẫn không nhúc nhích cũng lập tức mở mắt một luồng ánh sáng đẹp mắt phát ra, chiếu rọi khắp không trung, khiến cả bầu trời trông như một quả cầu thủy tinh sáng chói. Lý Hắc Thủy ra tay đầu tiên, lao lên bầu trời, chặn lại đạo ánh sáng hình người này. Diệp Phàm thì nhanh chóng vung hai tay lên, sau đó mạnh mẽ nhấn một cái, từng tia chỉ lực bắn ra, hoàn toàn phong ấn khối đá nước này lại. Cùng lúc đó, lão đạo cô đang ngồi khoanh chân trên bồ đoàn bỗng nhích người, trong đôi mắt bắn ra hai chùm sáng, một bàn tay to lớn vươn ra, chụp thẳng về phía không trung. Ba. Ánh sáng hình người tan rã, phát ra một tiếng vỡ nhẹ, lý hắc thủy lao xuyên qua nó, không bắt được cái gì cả. Bàn tay to lớn của lão đạo cô chụp vào hư không, một màn sáng phát ra bao phủ khắp cả thạch viên trụ thiên, che lại mảnh không gian này, phòng người thần vật bỏ chạy. Tất cả mọi người đều dại ra ai cũng biết là nhất định sẽ cắt ra được vật phẩm gì đó tuyệt thế quý hiếm, e rằng nó gần như là vô giá. Rốt cuộc là cái gì vậy? Đã rất nhiều năm không được thấy cảnh tượng này rồi, cuối cùng ta cũng được thấy dị tượng thạch trung phi tiên. Nhất định là kỳ chân dị bảo hiếm có gì đó, e rằng nó có giá tới tận mười mấy vạn cân nguyên. Thật là không thể tin được, nhất định nó có thể so được với thần nguyên, ta thật sự muốn lập tức được nhìn thấy chân bảo khiến lòng người dao động này, xem nó rốt cuộc là vật gì đó là một đạo ánh sáng hình người, chẳng lẽ là cắt ra được một sinh vật nào đó. Tất cả mọi người đều sôi nổi bàn luận, vô cùng kích động, cứ như là chính mình cắt ra được bảo vật hiếm có này vậy, đều dài của ngóng về phía thạch viên được bao phủ trong cuồng sáng. Thạch trùng phi tiên là một loại cảnh tượng kỳ dị, từ xưa tới nay nó là điểm báo mà những người cắt đá mong gặp nhất, một khi xuất hiện thì chắc chắn sẽ có bảo vật không tầm thường nào đó xuất thế. Ha ha ha! Lý Hắc Thủy cười lớn, hạ từ trên không trung xuống, vừa rồi hắn còn sợ bóng sợ gió một phen. Rất nhiều người cũng không biết Thạch Trung Phi Tiên là cái gì, nhưng lúc này thì đều hiểu rõ, người vừa rồi thốt lên đã giải thích kỹ cho mọi người rồi. Nhất định là cắt ra được chân bảo tuyệt thế quý hiếm, ngàn vạn lần đừng có làm hỏng nó đó. Lý Hắc Thủy rất kích động, vừa xoa tay vừa tới gần vài lão già trọn đá tại thạch viên chữ thiên này cũng xông lên, kẻ đầu tiên hô thạch trung phi tiên cũng chính là bọn họ, ánh mắt họ vô cùng nóng bỏng, nhìn về phía tảng đá bị diệp phàm phòng ấn. Điểm báo này đã rất lâu không xuất hiện rồi. Thiếu chủ thiên yêu cung là yêu nguyệt không trong hai mắt bắn ra ánh sáng màu lam, nhìn không trước mắt về phía trước. Lúc này, đại hạ hoàng tử và tiểu ni cô trong thạch viên cũng bước lên, loại chân bảo cỡ này đủ để khiến cho tất cả mọi người đều thèm muốn. Ngay cả lão đạo cô cũng đứng dậy, lặng lặng đi tới bên cạnh quan sát, đã rất nhiều năm dị tượng kỳ lạ này không xuất hiện rồi. Về phần vị nguyên sư phụ tóc bạc trắng thì lại kích động tới mức run rẩy, chân tay lầy bầy đi đi lại lại, những người cắt đá khát vọng nhất chính là được nhìn thấy cảnh tượng kỳ dị này. Màu cắt đi, mở ra nhanh lên. Mấy trăm người bên ngoài thạch viên hò hét, hận không thể ngay lập tức nhìn thấy thứ bên trong mở nó ra sẽ không gặp bất chắc gì chứ thần vật bên trong có thể thất thoát linh khí hoặc là bò chạy không lý hắc thủy lo lắng hỏi hắn từng nghe qua không ít truyền thuyết tất nhiên đã đoán ra được bên trong tảng đá nhất định là bảo vật có cấp bậc và giá trị không kém thần nguyên chút nào không sao đâu lão phu có ngọc khí tinh thần nhất lát nữa sẽ che lại linh khí sẽ không để nó tiết ra ngoài đâu một lão già bên cạnh đưa ra một tiểu đỉnh bằng bạch ngọc phía trên còn có nắp đậy, có lẽ là đặc biệt chuẩn bị cho những tình huống kiểu này. Lão đạo cô cũng mở miệng, nói. Cứ yên tâm cắt tảng đá này ra đi, ta đã phong tỏa cả thạch viên lại rồi, cho dù có bất ngờ gì thì nó cũng không thể chạy được đâu. Diệp Phàm thu lại từng tia thần lực một, khiến cho tảng đá khôi phục lại bình thường, không còn có ánh sáng phát ra nữa, chỉ lặng lặng nằm trên bãi cỏ xanh. Giang giác. Diệp Phàm cẩn thận chém xuống, bóc từng mảng vỏ đá bên ngoài ra. Không lâu sau, một vật thể trong xuất hiện ra, khí tức lạnh lẽo lập tức lao thẳng tới. Thật là lạnh. Trên mặt cỏ xuất hiện một mảng băng, nhiệt độ đột ngột giảm xuống, khí lạnh nhẹ nhẹ tản ra bốn phía. Là nguyên dị trùng, băng tuyết nguyên. Đại hạ hoàng tử nói. Sau khi tảng đá bị bóc ra một phần, một khối ngọc trắng như tuyết to bằng nắm tay xuất hiện, trông như một khối băng khảm vào trong đá, to bằng một nắm tay. Nguyên sư phụ nói. Khối băng tuyết nguyên này có giá bằng một 000 cân nguyên tinh thuần, tuy nhiên nó không thể tạo ra dị tượng thạch trung phi tiên được, bên trong hẳn là còn có thứ gì đó. Tiếp tục cắt đi, nhanh lên một chút. Đám người bên ngoài thạch viên trự thiên còn có vẻ sốt ruột hơn cả Diệp Phàm, rất nhiều người lớn tiếng rục rã. Giang rắc. Diệp Phàm tiếp tục bóc lớp đá bên ngoài, khi vết nứt lan đến trung tâm tảng đá, một đạo ánh sáng thần thánh bắn ra vô cùng lạnh lẽo cũng vô cùng trong suốt nó phát ra một mùi thơm nồng khiến tất cả mọi người đều ngửi được mùi hương này đi kèm với linh khí vô cùng thanh khiết thứ tốt nhất định nó là chân phẩm rồi người trẻ tuổi người đừng cắt khối nguyên này nữa lão phu ra 8 vạn cân nguyên người xem thế nào một lão già bên cạnh mở miệng nói ta ra chín vạn cân nguyên để mua tảng đá này một lão già khác kích động nâng giá diệp phong cười nói Ta muốn mở nó ra xem rốt cuộc là thứ gì. Người trẻ tuổi, người biết rằng việc này có phiêu lưu rất lớn đấy, ngay cả có dị tượng thạch trung phi tiên thì đôi lúc cũng không thu được thứ gì giá trị đâu. Đúng đấy, việc này cũng đã từng xảy ra rồi, báu vật sau khi mở ra chỉ là một cái sừng nho nhỏ mà thôi, kém xa giá cả của khối đá, hay là thế này đi, lão phu đồng ý ra giá 10 vạn cân nguyên, tất cả những thứ này sẽ thuộc về ta, thế nào? các vị tiền bối, chúng ta muốn tự mình mở nó ra. Diệp Phàm lắc đầu, trong đó rõ ràng là có vật phẩm quý hiếm, bảo vật tới tận cửa thế này thì làm sao có thể dễ dàng bán đi được. Hừ. Một lão già hừ lạnh một tiếng, phất tay áo, đi sang một bên, không nói thêm gì nữa. Lão Lý, đừng có làm mất mặt danh tiếng thái thượng trưởng lão huyễn diệt cung của ngươi như vậy. Một lão già khác cười hắc hắc nói. Diệp Phàm không khỏi liếc vị thái thượng trưởng lão huyễn diệt cung này một cái, người này hẳn là trưởng bối sư môn của Lý Trọng Thiên. Tuy nhiên cho dù đối phương không hài lòng thì hắn cũng không thể bàn thứ này đi như vậy được. Tiếp tục cắt đá đi, nơi này không phải là chỗ để ngươi dường ngoài. Lão đạo cô vô cùng hờ hững nói. Diệp Phàm tiếp tục bổ đao xuống, lớp vỏ đá liên tục rơi xuống đất, rốt cuộc đã hiện ra một phần trung tâm viên đá, ngay lúc này ánh sáng rực rỡ phát ra, chiếu rọi bốn phía một thân ảnh hình người bắn ra, không ngừng bay lượn trên không trung. Mùi thơm nước mũi từ thân ảnh này phát ra, vô cùng mờ ảo. trời ạ, à, đó là cái gì vậy? thực sự cắt ra được báu vật tuyệt thế sao? vận khí thật nghịch thiên, đây nhất định là bảo bối vô giá. tên tiểu tử đen thui và thiếu niên thanh tú đó thật là nghịch thiên, sao lại cắt ra được thứ này được chứ? đám người ngô từ minh căm tức, khó có thể tiếp nhận kết quả này ngay trước đó bọn họ còn chăm biếm người ta, hiện tại đúng là bị vẽ vào mặt một cách trắng trợn. người ta ngay lập tức cắt ra một thần vật, xuất hiện dị tượng thạch trung phí tiên. hai tên nhà quê này chẳng lẽ muốn ta tức đến hộp máu sao? trong lòng lý trọng thiên nghẹn một cục tức, nhưng hiện tại vẫn tiến về phía trước, muốn xem đồ vật này là gì. hai vị huynh đệ, lát nữa thiên yêu bảo khuyết chúng ta sẽ giúp các ngươi đấu giá. thiếu chủ thiên yêu cung là yêu nguyệt không hô to đây là một luồng sáng màu trắng bạc vô cùng thần thánh lượn lờ vần quanh diệp phàm từ trung tâm tảng đá tỏa ra ánh sáng rực rỡ mùi hương tỏa ra thơm ngát trông cực kỳ đẹp mắt sau khi hoàn toàn bóc hết lớp vỏ đá bên ngoài trong tay diệp phàm xuất hiện một khối băng tuyết nguyên lớn bằng bàn tay nó còn lớn hơn cả khối thứ nhất có thể đổi được một năm cân nguyên đương nhiên nó không phải là thứ quý giá nhất thứ chân chính giá trị đang được phong ấn bên trong khối nguyên này ánh sáng chính là phát ra từ nó. Bên trong nguyên có chân bảo, quả nhiên là bảo vật hiếm thấy. Đây là một loại linh dược. Sai rồi, đây là thần dược, nếu không thì làm sao dị tượng thạch trung phi tiên xuất hiện được. Vài lão già đều lao tới, bàn luận to nhỏ, vô cùng kích động. Người trẻ tuổi, người bán cho lão phu đi, ta sẽ cho ngươi một cái giá vừa lòng. Mười năm vạn cân nguyên chẳng lẽ không được sao, lão phu là lý nhất thủy của huyễn diệt cung, ta sẽ lập tức đi lấy nguyên về đây. Tên Thái Thượng trưởng lão huyễn diệt cung mới vừa hừ lạnh lúc nãy, giờ cũng vội vàng nói. Ánh sáng trắng bạc thánh khiết rốt cục chậm rãi thu lại, lộ ra thứ quý hiếm bên trong băng tuyết nguyên, đây quả thực là một gốc cây, mùi thơm xuyên qua lớp nguyên này tỏa ra bốn phía. Đây là... Thật tiếc quá, sao lại có thể như vậy được? Khi ánh sáng thu lại, tất cả mọi người đều thấy rõ thứ bên trong liền vô cùng thất vọng bởi vì đây không phải là một gốc cây hoàn chỉnh nó thiếu mất bộ phận mấu chốt của một cái cây bên trong băng tuyết nguyên là một cái rễ cây màu lam nhạt trong suốt như ngọc bích trên cây này không có cái lá nào cả thật đáng tiếc không có bộ phận quan trọng nhất của dược thảo một số lão già vô cùng tiếc nuối cực kỳ thất vọng không đúng còn có một bộ phận rất kỳ lạ mau nhìn xem tại sao lại vậy một lão già trong số này giật mình nói. Không sai, thực sự là một bộ phận, đây là một đôi chân. Sau khi quan sát cẩn thận, mọi người ở đây vô cùng kinh ngạc. Gốc cây này rất đặc biệt, phía trên rễ cây màu lam nhạt hợp lại thành một cái củ trông giống như một đôi chân, cũng không lớn lắm, chỉ dài tầm một tấc mà thôi, nó có màu trắng bạc, gần như hòa lẫn với băng tuyết nguyên. Cái thân củ này tuyệt đối giống với đôi chân người, khiến cho người ta liên tưởng tới một đôi chân bị cắt ra từ một khối ngọc hình người. Đây là Trong truyền thuyết, thời thái cổ có một loại thần dược, không sinh ra một cái lá nào, có hình người, chẳng lẽ đây chính là loại thần dược đó? Rất có khả năng này, loại thần dược đó là đã tuyệt tích bao nhiêu năm tháng rồi, hình dạng và công hiệu cụ thể của nó đã không còn mấy người biết đến nữa. Nó đã được gọi là thần dược thì nhất định có công dụng kỳ diệu nào đó, thật là vô giá mà. Vài lão già vừa kích động, lại vừa có chút tiếc nuối, thần dược hình người thiếu sót quá nhiều, chỉ còn lại một đôi chân mà thôi, các bộ phận khác đã biến mất, không bị phong ấn bên trong nguyên. Thật là kỳ tích, không ngờ có thể thấy được thần dược thời kỳ thái cổ, cũng chỉ có thần nguyên và băng tuyết nguyên mới có thể phong ấn được loại dược thảo thế này. Mọi người bên ngoài thạch viên đều kinh sợ, thần dược thời thái cổ đây giống như trong mơ vậy, tất cả mọi người đều nghẹn họng, nhìn chân chối. Vị tiểu ca này bán lại nó cho ta với giá 4 vạn cân nguyên nhé. Một lão già mở miệng. Tại sao không tăng mà lại hạ xuống vậy, vừa rồi các người chẳng phải đã ra giá là 15 vạn cân nguyên sao? Lý Hắc Thủy không vui nói. Một lão già lắc đầu nói. Vừa rồi ánh sáng phát ra rực rỡ, khiến người ta không mở mắt ra được, không thể thấy rõ, hiện giờ ánh sáng đã thu lại lộ ra bản thể đương nhiên cũng lộ ra giá trị chân chính của nó nếu đây là một gốc thần dược hoàn chỉnh thì còn quý hơn cả thần nguyên không thể định giá được chỉ là nó lại không hoàn chỉnh các ngươi cũng thấy đấy chỉ còn lại mỗi đôi chân mà thôi giá này đã là hợp lý rồi diệp phàm bình tĩnh nói thần dược mà thế gian hiện nay cũng không có ngay cả các đại thánh chủ lúc hao hết thọ nguyên đi khắp đông hoang mờ mịt cũng không cách nào tìm được chưa từng thấy lão thánh chủ nào tái hiện tại hậu thế cả, loại thần vật có thể tăng thêm sinh mạng làm sao chỉ có giá 4 vạn cân nguyên như vậy được." Lý Hắc Thủy cũng nói. "Đúng vậy, đây chính là thần dược hình người, ngay cả một khối thần nguyên cũng không đáng giá bằng nó." Lão phu Lý Nhất Thủy ra giá 5 vạn cân nguyên. Thái thượng trưởng lão Huyễn Diệt cũng nói. Diệp Phàm lắc đầu từ chối, phong ấn băng tuyết nguyên vào trong ngọc khí, không để cho linh khí của nó bị sói mòn sắc mặt Lý Nhất Thủy lập tức trở nên khó coi, nói. Người trẻ tuổi, đừng nên tham lam quá, loại thần dược không hoàn chỉnh này thật sự không có giá cao tới vậy đâu. Lão nhân gia ngài có chút nói sai rồi, đây chính là thần dược do chính ta tự tay cắt ra được, ta bán nó hay không thì làm gì có quan hệ tới tham lam gì đó đâu. Diệp Phạm nói. Hai vị huynh đệ, các ngươi có thể nói vài lời với đạo nhất tiền bối, để cho ta tiến vào một chút không? Đúng lúc này, thiếu chủ thiên yêu cung là yêu nguyệt không nói. Lý Hắc Thủy và Diệp Phàm đương nhiên vui lòng cho hắn tiến vào, cùng với lão đạo cô nói chuyện một hồi, yêu nguyệt không áo tím nhanh chân bước vào. Nhiều nhất, chỉ là 6 vạn cân nguyên, ta sẽ mua cây dược thảo không hoàn chỉnh này. Lý Nhất Thủy lại mở miệng. Đột nhiên, Diệp Phàm nói. Các vị, hình như các vị đã quên một chuyện, gốc thần dược này vẫn còn đầy đủ bộ rễ không chút thương tổn nào, có lẽ có thể sống lại được ta dùng 8 vạn cân nguyên mua thần dược này. Đại hạ hoàng tử đột nhiên nói, tiểu ni cô áo trắng cũng chớp chớp đôi mắt to, lộ ra sắc mặt mong chờ. Đạo Nhật thánh địa ra giá 10 vạn cân nguyên, thu hồi lại thứ quý hiếm này. Lão đạo cô vốn một mực không nói gì, đột nhiên báo ra một cái giá kinh người. Thực ra, ta định tìm một chỗ nào đó, trồng nó xuống xem sẽ mọc ra được thứ thần dược kiểu gì. Diệp Phàm vẫn không chút nhúc nhích. Lúc này, tin tức có thần dược được cắt ra tại đạo nhất thánh địa đã nhanh chóng được truyền ra ngoài, dựa dục am, quảng hàn khuyết và các thạch phường thánh địa khác, cộng thêm các đại giáo đều thu được tin tức này. Đường thời, thần dược đã tự tích các thánh địa đều không chiếm được, những hoàng triều bất hủ kế thừa mười mấy vạn năm cũng không thể tìm ra. Lão thánh chủ ở Đông Hoang và lão hoàng chủ ở Trung Châu khi thọ nguyên sắp hết thì đều lựa chọn đi tới Đại Hoang chỉ vì vạn nhất có hy vọng tìm kiếm được một gốc nhưng cho tới bây giờ còn chưa nghe nói có ai hái được thần dược có lẽ chỉ có thể tìm được ở trong mấy đại cấm địa sinh mệnh tuy nhiên đây là nơi mà nhân lực không thể đi vào các thánh địa cũng bất lực mười một vạn cân nguyên hoàng tử đại hạ báo ra một cái giá mười hai vạn có hai lão nhân hợp lực báo ra con số này quyết tâm mua bằng được chứ vị không phải ta không muốn bán mà đã nói rồi thần dược như vậy hẳn phải nghĩ biện pháp cứu sống nếu không đông hoang sẽ tổn thất rất lớn diệp phàm tỏ vẻ chính khí nói nơi này ai cũng âm thầm nguyền rủa đều thấy được hắn đúng là gian thương liên tục tìm cách nâng giá trong đó có một lão nhân lắc đầu nói chỉ cần xé ra khỏi nguyên dược thảo bình thường tất sẽ thành cho bụi không thể trường tồn hậu thế dù là thần dược cũng phải cẩn thận dùng càng không nói có thể làm sống lại một lão nhân khác cũng nói, "Đã qua vô số năm, cây thần dược dù có đầy đủ gốc rễ cũng căn bản không thể sống lại." Diệp Phàm mỉm cười nói, "Ta thấy không hẳn, không phải có truyền thuyết rằng cổ sinh vật được phong trong nguyên sau khi đi ra còn có thể sống lại sao? Thần dược này nhất định không như bình thường, ta nghĩ hẳn có thể sống lại." Lý Hắc thủy đệm thêm vào, "Đúng thế, đến lúc đó có thể kết xuất ra thần dược không hao tổn gì, gốc tiên căn này hàng năm đều có thu hoạch." thái thượng trưởng lão nguyễn diệt cung lý nhất thủy trong lòng không thoải mái trầm giọng nói không nói thần dược có thể sống lại hay không dù có thể sống lại cũng cần mấy ngàn năm mới thành thục một lần các ngươi chờ được sao nơi này mọi người đều ngây cả ra một góc thần dược tuy không trọn vẹn nhưng vô cùng quý báu quả nhiên còn hy hữu hơn thần nguyên nhiều thật sự là vận khí nghịch thiên khiến người ta đố kỵ ta nếu cắt ra báu vật như vậy thì nhất định sẽ tạ ơn trời phật hàng ngày đã bao nhiêu năm qua sớm không có thần dược xuất thế, hôm nay lại cắt ra được một cây khiến người ta thật sợ hãi. Ngoài thạch viên có rất nhiều người tranh luận, hận không thể đổi chỗ cho Diệp Phàm, đây là thần dược khiến người ta sợ hãi, khả ngộ bất khả cầu. 13 vạn cân nguyên. Hoàng tử đại hạ lần nữa lên ra, hắn không nói gì, chỉ dùng nguyên nói chuyện mà thôi. Đôi mắt của Tiểu Mi cô áo trắng lung liếng chuyển động, đứng bên cạnh Hoàng tử đại hạ, dường như rất muốn thu được thần dược này. Không phải ta đã nói rồi sao, ta cảm thấy có thể làm gốc thần dược này sống lại." Diệp Phàm thở dài. Người đây là muốn nhiều nguyên hơn nữa. Trong lòng rất nhiều người đang thầm nguyện rủa. 10 năm vạn. Lão đạo cô đạo nhất thánh địa lạnh lùng mở miệng, không nhìn ra chút cảm xúc dao động nào. "Cái này." Diệp Phàm tâm động, tuy rằng là tiên căn tuyệt thế, có thể trồng nhưng phải chờ hơn mấy ngàn năm mới thành thục, hắn không thể chờ nổi. Cái giá này báo ra không chỉ khiến những người nơi này bị chấn kinh mà cả những lão nhân bên ngoài cũng kinh hãi. Gốc thần dược này rốt cục có thể trồng được lần nữa không? Lý Hắc Thủy hỏi, muốn kéo dài thời gian để tăng giá lên. Thành âm lão đạo cô vô cùng bình thản nói. Ta đã nói ra cái giá cao nhất rồi, nó chỉ đáng giá vậy thôi. Yêu nguyệt không của thiên yêu cung lúc này đã đi tới gần, khí chất đặc biệt xuất chúng. Tuy là nam nhân, nhưng loại có một loại cái đẹp yêu dị, tuy nhiên lại không hề âm nhu, đôi mắt hắn thâm thúy như yêu thần. Loại tiên căn này trên đời hiếm có, hoàn toàn là vô giá, tuy nhiên muốn nó sống lại thì rất khó khăn, ngoại trừ dùng thần tuyền nuôi dưỡng mới có thể tỏa sáng sinh cơ. Cũng không thực tế chút nào, nói tới thần tuyền thì trừ khi tiến vào mấy đại cấm địa sinh mệnh của Đông Hoang. Thái thượng trưởng lão huyễn diệt cung lý nhất thủy cười lạnh. Điều này không cần nói cũng biết, không chừng mấy đại linh tuyền của Đông Hoang cũng có thể khiến nó khôi phục sinh cơ. Lý Hắc Thủy nói. Diệp Phàm cũng cười cười. Thánh địa truyền thừa mấy vạn năm cũng không diệt, nếu cứu sống gốc tiên căn này, thời gian mấy ngàn năm đối với bọn họ cũng không tính là gì, tương lai sẽ được ưu đãi vô cùng. Mọi người nơi này không nói gì, hai người này kẻ sướng người tung, rõ ràng đang là gian thương. Yêu Nguyệt không áo tím cười cười, thấy tình huống này thật vui vẻ nói ta cảm thấy hai vị huynh đệ này thật khó xử vì nếu quyết định không tốt thì sợ sẽ mất hòa khí chư vị ta nghĩ lựa chọn tốt nhất chính là đem góc thần dược này tới thiên yêu bảo khuyết bán đấu giá có đạo lý lý hắc thủy nghiêm túc gật đầu được ta tán thành bên ngoài thạch viên có người mở miệng mọi người quay đầu lại chỉ thấy có không ít lão nhân tới đây tất cả đều tóc bạc trắng mặt mũi hồng hào tinh thần quắc thước vừa thấy đã biết không phải là thường nhân Diệu Dục Am, Quảng Hàn Khuyết và các đại thánh địa thạch phường cùng rất nhiều đại giáo đều đã chiếm được tin tức, lớp người lớn tuổi đều đi tới. Thần dược xuất thế tuyệt đối chấn động, dù không trọn vẹn cũng kinh động nhân tâm, nhất là lớp nhân vật đã sắp hết họ nguyên lại càng động tâm. Rất nhiều người sau khi nhận được tin tức đều trước tiến tới thăm dò, nhìn ra bên ngoài là một mảnh đầu bạc trắng, ánh mắt vô cùng nóng bỏng tuy rằng đều là những người thọ nguyên không còn nhiều tuổi tác tranh lệch cũng thật lớn vì đối với những môn phái nhỏ dù chỉ ba bốn trăm tuổi cũng đã là cao niên rồi mà các thánh địa dù bảy tám trăm tuổi cũng còn rất cường thịnh thực lực tranh lệch cũng rất lớn lý nhất thủy của nguyễn diệt cung hừ lạnh một tiếng nhìn lướt qua diệp phàm và lý hắc thủy phổi áo bỏ đi hắn biết đã không còn cơ hội nữa lão gia hỏa này hẳn sẽ không thù dai âm thầm đối phó chúng ta chứ diệp phàm truyền âm lý hắc thủy cười lạnh nói yên tâm đi hắc thiết lệnh trong tay ta đủ để áp chết hắn hắn dám gây sóng gió thì sẽ khiến hắn đẹp mặt diệp phàm cũng không để ý nữa xích long đạo nhân thiếu hắn một nhân tình đã sớm nói cho hắn biết nếu có chuyện sẽ tới tìm hắn những chuyện này đều vốn không tránh được nếu muốn hào đổ ở thần thành thì nhất định sẽ có phong ba như vậy lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi hai huynh đệ các ngươi nếu đồng ý thì hiện tại thiên yêu bảo khuyết sẽ liền giúp các ngươi xử lý gốc thần dược này, ta sẽ bố trí người hộ tống. Yêu Nguyệt không rất chu đáo nói. Được, vậy ta ủy thác cho thiên yêu bảo khuyết vậy, tuy nhiên cũng không phải bán lúc này mà đợi một thời gian nữa. Diệp Phàm mở miệng nói. Hắn muốn để cho càng nhiều người biết, phong ba lớn hơn chút nữa, tốt nhất là đợi các đại thánh chủ đánh từ Sơn chịu nhục quay về mới bàn đấu giá trong tay hắn còn có một trái nhân nguyên quả từng bị đại hắc cầu cắn nữa. Sau khi những thứ quý hiếm này xuất thế chắc chắn sẽ vô cùng hấp dẫn, sẽ khiến càng có thêm nhiều người tới. Được, hết thảy đều cho tiểu huynh đệ làm chủ. Lập tức, yêu nguyệt không tìm người tới tiếp thu hiện trường và bảo quản. Nếu làm mất hoặc tổn hại, thiền yêu cung sẽ bồi thường 20 vạn cân nguyên, điều này khiến Diệp phàm rất hài lòng và yên tâm. Tuy nhiên, thiền yêu cung tuyệt không tự mình cướp đoạt, bọn họ đã qua tay rất nhiều thứ quý giá, không đáng để đánh đổi danh dự của mình. Có còn thiên lý nữa hay không đây, tên tiểu tử kia chỉ mất 50 cân nguyên đã có được kết quả huy hoàng như vậy, thật khiến người ta tức học máu. Về mặt ngô tử minh suy sẹo nói, Lý Trọng Thiên cũng rất bất bình, nhìn Diệp Phàm ở trong thạch viên nói. Hắn chỉ biết tây qua thạch, kết quả lại tìm ra một góc thần dược, thật sự tức chết ta mất. Nhóm người bọn họ có tất cả mười mấy người, ai ai cũng nguyền rủa vận may chó ngáp táp ruồi của hai người. Cái này gọi là thực lực, một đám ngu ngốc, chịu khó học hỏi đi. Lý Hắc Thủy quay đầu nhìn lại chế diễu. Chết tiệt, bị tên tiểu tử này làm nhục nữa chứ. Tên khốn này dám cười nhạo chúng ta sao? Hoàng tử Điện Hạ, mời mở ra tảng đá của mình đi. Diệp Phàm mỉm cười nói hiện tại không cần cắt ra hoàng tử đại hạ cũng đã biết mình chắc chắn đã thua, thần dược lưu lại từ thái cổ khả ngộ bất khả cầu, gần như không thể nhận ra từ bên ngoài được. Hắn cũng không hề lèo nhào, trực tiếp một đao bổ ra, lấy ra một khối nguyên dị trùng lớn chừng đầu người, giá trị chừng một thước khối nguyên, quả không thể so sánh với diệp phàm được. Hoàng tử đại hạ cũng rất thống khoái, giao ra ba thước khối nguyên cho diệp phàm nói hai vị huynh đệ, chiều hôm nay ta mời hai vị đi túy tiên khuyết uống rượu. Diệp Phàm kinh ngạc, đó chính là một trong tám đại tiên khuyết ở thần thành, vô cùng đắt đỏ, tiền yến cao cấp nhất chuyên chuẩn bị cho thánh chủ và đại năng dùng. Điều này sao có thể? Kết sao thêm bằng hữu mà thôi. Hoàng tử đại hạ cười nói. Hoàng tộc đại hạ ở Trung Châu vô cùng quan tâm tới nguyên. Tường truyền thái hoàng kinh của bọn họ cũng được cắt ra từ nguyên, hàng năm đều có người của hoàng tộc trú ở thần thành, thu mua kỳ thạch. Diệp Phạm hiểu rõ hoàng tử đại hạ không phải là người bình thường, tuy chỉ thấy hắn đổ thạch một lần hơn phân nửa đã nhìn ra dấu vết cho nên muốn kết giao với hắn. Bên cạnh, yêu nguyệt không cũng cười lớn nói. Ta cũng muốn mời hai huynh đệ này nữa, chưa hôm nay chúng ta cùng nhau đối ẩm, không say không về. Vậy cung kính không bằng tân mệnh đi diệp phàm và lý hắc thủy cũng cười phá lên chỉ có tiểu ni cô áo trắng là hơi chu miệng lẩm bẩm một câu vô cùng xem thường diệp phàm và lý hắc thủy vài vị còn tuyển thạch nữa không lúc này lão đạo cô bên cạnh mở miệng nói nơi đây là thạch viên hiệu chữ thiên đều trưng bày chân thạch không cho phép người nào dừng lại lâu diệp phàm nói ta cũng muốn tiếp tục tuyển thạch nhưng đáng tiếc là trong túi hết tiền thạch liêu nơi này quá đắt những người bên ngoài không ai nói gì nhất là đám người ngô tử minh và lý trọng thiên vô cùng căm hận thắng nhiều nguyên như vậy không ngờ còn phải thua cuộc thật sự như thiên lôi bổ xuống nghĩ rằng vị công tử này có thể nhận ra thiên giới kỳ thạch đi nếu nhất thời không đủ nguyên cũng không sao thoải mái chọn thạch tuy nhiên phải dùng gốc thần dược kia để làm đặt cọc lão đạo cô nói nhưng ta đã cấp no cho thiên yêu bảo khuyết rồi diệp phàm đáp có thể dùng nguyên đấu giá được để khấu trừ hôm nay lão đạo cô nói được diệp phàm gật đầu hôm nay còn không thu tay sao đừng lập tức đổ không khiến đạo nhất thánh địa lại được cốc thần dược kia đó lý hắc thủy âm thầm truyền âm nhắc nhở diệp phàm lắc lắc đầu nói ta chính là đang muốn đổ một hội ở thần thành hôm nay là cơ hội hiếm có sao có thể dễ dàng thu tay được yêu nguyệt không đi tới bên cạnh nói hai vị huynh đệ vẫn còn muốn tuyển thạch sao quả nhiên có khí phách hoàng tử đại hạ cũng cười lớn nói. Được, ta muốn quan sát một chút, học hỏi đôi chiêu. Thiếu niên này vẫn còn muốn đổ thạch. Đám lão nhân bên ngoài ai cũng kinh ngạc, sau đó lại tiến tới, ánh mắt vô cùng nóng bỏng. Khi vận khí đến thì cũng không ngăn cản được, đây là lời tuyên bố của rất nhiều người có kinh nghiệm đổ thạch, đều cắt ra được thứ tốt nữa thì nhất định phải bán cho đám lão nhân chúng ta trước đó. Đúng vậy, chúc ngươi vận khí tốt ánh mắt đám lão nhân này vô cùng nóng bỏng, đi theo vào cả đoàn, ngay cả lão đạo cô cũng không tiện ngăn cản, bởi vì có không ít người là khách quen nơi này. Thần dược, ai cắt được thần dược, để lão nhân ta xem chút coi. Ngoài thạch viện đột nhiên chuyển tới âm thanh ẩm ý, lại có lão nhân tới đây. Ở nơi nào, ta muốn xuất 18 vạn cân nguyên mua lấy. Một đám lão nhân khác cũng tới, người cầm đầu là một lão nhân tóc còn rất ít, gần như đã dụng hết những người nơi này đều vô cùng giật mình, không ngừng xuất hiện những lão nhân rất có lai lịch, tuổi tác lại nhiều tới dọa người. Thái cổ thần dược hiện tại không thể tìm ra, thật sự có hấp dẫn kinh người, thu hút rất nhiều lão nhân, cùng cả những thái thượng trưởng lão của các thánh địa và không ít các đại nhân vật. Có thể nói, diệt phàm khi cắt ra thần dược hình người ở đạo nhất thạch phường đã kinh động cả tòa thần thành, khiến người người chấn động rất nhiều người nghe tin đều chạy tới xem, muốn thấy bộ dáng của thần dược như thế nào, còn rầm rộ hơn cả khi cắt ra được thần nguyên. Tới, cấp lão nhân ta chút địa phương. Trong thạch viên hiệu chữ thiên này xuất hiện một mảnh đầu bạc trắng, có người thậm chí bắt đầu tuyển chọn thạch liêu. Đây vốn là một mảnh u tĩnh, nhưng hôm nay lại vô cùng náo nhiệt bên trong thạch viên có mười mấy góc cây đường kính tới mười thước nằm ngang như thương long. Diệp Phàm đi tới đi lui nơi này, vỗ vỗ vào từng khối kỳ thạch một rồi đặt xuống. Người ngàn vạn lần phải chọn cho chuẩn, bằng không chúng ta sẽ không còn góc thần dược kia nữa đâu. Người không nghe nói vừa rồi có người đã báo giá lên 18 vạn cân nguyên sao. Lý Hắc Thủy nhắc nhở. Không cần lo lắng được mất, cùng lắm chúng ta làm lại từ đâu. Diệp Phàm rất bình tĩnh, hắn nghiên cứu nguyên thiên thư, biết được khi chọn thạch thì quan trọng nhất là phải cực kỳ bình tĩnh quả nhiên tâm thái rất tốt yêu nguyệt không tán thưởng hoàng tử đại hạ cũng muốn gật đầu nhưng lúc này diệp phàm lại cười cười để tiểu ni cô hỗ trợ chọn mấy khối đá khiến hắn không biết nói gì thiếu niên này công phu hàm dưỡng thật tốt chúng ta đều rất coi trọng ngươi đổ thạch thì bảy phần dựa vào vận khí hy vọng ngươi có thể cắt ra được một thứ chân hy nữa một đám lão nhân đi theo phía sau, có người mở miệng cười lớn, hắn nói cũng rất đúng, có người trong khoảng thời gian ngắn rất may mắn, đổ cái liền chuẩn. Điều này cũng từng phát sinh trong thực tế. Diệp Phàm đi tới đi lui, không ngừng chọn thạch, dọc theo con đường bằng đá cuội, đi sâu vào trong rừng trúc u tính. Hắn dừng chân trước một đám kỳ thạch mà mỗi khối có giá hơn 10 vạn cân nguyên, loại đá này có một loại đạo vận lưu truyền, rất đặc biệt. Trước đây Lý Hắc Thủy cũng từng nhắc tới loại kỳ thạch này. Rốt cục có người muốn động vào khối đá này, nhiều năm như vậy mà ta vẫn chưa thấy có người dám xuống tay." Đám lão nhân phía sau rất kinh ngạc. Diệp Phàm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ, không ngừng vuốt phẳng, cũng quan sát tỉ mỉ nhưng cuối cùng đành đứng lên, cảm thấy những đá này khó có thể xác định hoặc như ẩn chứa thứ gì đó, hắn thật sự đắn đo khó quyết hắn vừa nâng khối đá lên liền phát hiện cô gái đạo sĩ của đạo nhất thánh địa đứng yên ở xa xa như tiên ba sơ chán giao hòa với cảnh sắc không linh mà tự nhiên vẫn như cũ hắn không nhận ra được bóng dáng của nàng ta không có sương mù không có thần quang ngăn cản nhưng lại có một loại đạo vận mơ hồ che phủ khuôn mặt nàng diệp phàm đi về phía khác tiếp tục chọn đá lý hắc thủy luôn đi bên cạnh yêu nguyệt không hoàng tử đại hạ và tiểu Nico cô cũng đi theo bên cạnh không lâu sau bọn họ đi ra khỏi rừng trúc, đi vào một mảnh ánh mặt trời trói trang. Diệp Phàm nhìn về phía cửu khiếu thạch nhân đang được ánh nắng chiếu rọi. Các người sao lại đặt đám đá kia nơi này? Diệp Phàm hỏi. Nguyên sư phó đáp. Đây là kỳ thạch trời sinh hình người, truyền thuyết nếu có thể hấp thu đủ tinh hoa nhật nguyệt thì sớm muộn gì cũng biến thành thánh linh. Khối đá này rất có lực hấp dẫn đối với Diệp Phàm, trời sinh hình người, có cửu khiếu, cực kỳ đặc biệt. Hắn đi vòng quanh, kỳ thật tâm thần vẫn chú ý nơi này. Cổ lão tương truyền trên thế gian có tiên thạch, trời sinh cửu khiếu, có thể lột xác thành thánh linh, là tồn tại rất gần với tiên, nhưng tảng đá này quá nhỏ, chỉ cao một thước. Diệp Phàm trầm tư, cuối cùng vẫn động thủ, ôm lấy khối đá này, cẩn thận quan sát. Cửu khiếu thạch nhân này có rất nhiều người với trình độ nguyên thuật thâm sâu nhìn qua, nhưng nhiều năm qua vẫn không ai động thủ. Thiếu niên này, người thật muốn động tảng đá này một đám lão nhân đều rất giật mình bọn họ đều từng cân nhắc tảng đá này nhưng vẫn không có ai ra tay cả khối đá này dù chỉ cao một thước nhưng lại có giá chín vạn cân nguyên quá đắt đỏ rất nhiều người vẫn đắn đo không xác định có người muốn động cửu khiếu thạch nhân sao lão nhân ta tới thật đúng lúc phải nhìn kỹ mới được có một số lão nhân nghe thấy mà tới lần trước mấy tên cao thủ thế gia nguyên thuật tới nghiên cứu cả nửa ngày mà vẫn lắc đầu từ bỏ hôm nay thật có người muốn cắt tảng đá này sao hôm nay diệp phàm đã cắt ra thần dược thái cổ ảnh hưởng còn lớn hơn so với tưởng tượng của hắn nên không ngừng có người tới xem quả thực chấn động cả thần thành diệp phàm nâng khối kỳ thạch này lên nhắm ngay thái dương phân tích cẩn thận lặng lẽ suy nghĩ hắn vẫn cảm giác được khối đá này huyền diệu mà lại không huyền diệu có chút không kìm được trong chốc lát hắn có cảm giác như lâm vào giấc mộng chốc lát lại cảm thấy nặng trịch ảo giác như bên trong ẩn chứa thứ gì đó đặc biệt quý hiếm bên cạnh những lão nhân khác cũng đang bàn luận thần dược đã được đưa đi rồi hôm nay ta không thấy được không lâu nữa sẽ được bán đấu giá ở thiên cung bảo khuyết tuy nhiên chuyến đi hôm nay cũng không tệ nếu có thể biết được rốt cục trong cửu khiếu thạch nhân có thứ gì coi như cũng giải quyết được một phần tâm nguyện không sai ta vẫn muốn biết rốt cục nó ẩn chứa thứ gì đáng tiếc những nguyên thuật sư cao thâm kia cuối cùng cũng buông tha không thể được đại khai nhạn giới một đám lão nhân vô cùng hưng phấn vây quanh nơi này đều chờ đợi diệp phàm mở cửu khiếu thạch nhân ra giải đi tâm nguyện nhiều năm có nắm chắc không lý hắc thủy chuyển âm không nắm chắc tuy nhiên đáng giá thử sức diệp phàm dơ kỳ thạch lên quan sát kỹ từng chút một hắn tập trung một lúc lâu khi quay đầu lại không khỏi kinh ngạc bên ngoài thạch viên này đã bị vây chặt rất nhiều tu sĩ đang chờ mong nhưng không ai quá lớn tiếng làm ồn ào tất cả đang lặng lặng chờ đợi. Trong đó còn có Khương Giật Phi, kỳ tài của Khương Gia, một thân áo trắng như tuyết, hết sức xuất chúng. Mà một nơi khác cũng có một bạch y nhân, là một nữ nhân với đôi mắt thánh thiện, thân mình hoàn mỹ không tì vết, cơ thể trong suốt, dĩ nhiên là An Diệu Y, nàng không ngờ cũng đi tới đây. Mãi cho tới lúc này, Diệp Phàm mới biết được hắn cắt ra thần dược đã chấn động thần thành, rất nhiều nhân vật đã tìm tới nơi này. Giờ phút này, chỉ có một đám lão nhân là không cố kỵ gì, liên tục bàn luận, mà những người khác lại chỉ lặng lặng quan sát. Diệp phàm lắc lắc đầu, không ngờ bị nhiều người như vậy chú ý, hắn rất nhanh tĩnh tâm, lại tiếp tục nghiên cứu khối đá. Rừng trúc xanh biếc, suối linh chảy dì rào, thanh tĩnh mà yên ắng. Bãi đá cao ngất, hướng về phía mặt trời tụ nạp tinh hoa của vầng Thái Dương, Diệp phàm đứng trên đó. Đón ánh mặt trời quan sát thạch nhân, hắn với vẻ mặt chăm chú chậm rãi chuyển động kỳ thạch con thật sự rất cẩn thận. Bỗng nhiên, thần sắc hắn vừa động, khi con mắt bên phải thạch nhân bị ánh mặt trời chiếu vào, phẳng phất như hắn nhìn thấy một tia sáng nhoáng lên một cái rồi tắt, đây là ảo giác sao, hắn cũng không thể xác định, bởi vì nhìn lâu dưới ánh mặt trời, hắn hoài nghi mình bị hoa mắt. Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, cầm cửu khiếu thạch nhân đối diện với mặt trời, tinh thần tập trung cao độ, cẩn thận quan sát. Tới giờ khắc này, bất cứ người nào đều biết, thiếu niên thanh tú này là một cao thủ nguyên thuật, đủ loại thủ pháp đều đang được chú ý, thậm chí chưa từng nghe thấy. Chẳng lẽ là một thiếu niên của nguyên thuật thế gia, hắn dùng thủ đoạn thực đặc biệt, thấy những cái chưa hề thấy. Cao thủ nguyên thuật chân chính khi tuyển chọn đá 5 phần dựa vào vận khí 5 phần dựa vào thực lực, có thể nói là mỗi thứ một nửa, thiếu niên này hơn phân nửa rất có lai lịch. Lần trước, một nguyên thuật thế gia không phải đến đây vài người rồi sao, cũng xem qua cửu khiếu thạch nhân, sử dụng thủ pháp so với hàn khác nhau rất lớn, nghĩ đến khẳng định không phải xuất xứ từ một mạch. Bên cạnh, một đám lão nhân vây xem đều đang nhẹ giọng bàn luận, trong mắt nhiều thêm một phần lửa nóng, nếu thiếu niên này là một thiên tài nguyên thuật, không thể nghi ngờ rất đáng giá để lôi kéo. Bên ngoài thạch viên hiệu chữ thiên, mặc dù có rất nhiều người vây xem, nhưng phi thường im lặng, từ lúc Diệp Phàm sắp động tới cửu khiếu thạch nhân, liền không có tiếng nói chuyện, mọi người đều im lặng theo dõi. Khương giật phi áo trắng xuất trần đều đang chờ đợi, lộ ra thần sắc chú ý, hắn ngay cả giày đều là màu trắng, không dính một hạt bụi nhỏ, dáng vẻ nho nhã phiêu giật tuyệt thế. An diệu y dưới chân nhẹ nhú như múa, dáng thanh tú nội uẩn, sóng mắt lưu chuyển, cũng đang quan sát Diệp Phàm, ngọc thể không tì vết giống như tuyết đắp trên hoa, tình mỹ động lòng người diệp Phạm ước chừng tập trung đứng yên nửa khắc cũng không có quan sát được điểm dị thường gì mắt bên phải của thạch nhân thực khô giáo cũng không có nhật tinh xuất nhập không có khí cơ sinh động đột nhiên diệp phàm động tay phải hắn xuất hiện nhiều điểm quang huy hào quang đủ màu sắc phi thường sáng lạn có cảm giác thực mộc ảo đây không phải thủ pháp của tu sĩ đây là nguyên thuật huyền diệu hội tụ tinh khí cỏ cây thu nạp tinh hoa thái dương hấp dẫn nguyên tinh thiên địa tất cả hội tụ mà đến Diệp Phàm nhẹ nhàng phất tay phải, đưa hào quang đủ màu sắc kia xuyên vào trong qua cửu khiếu, hai mắt hắn có điểm điểm tinh mang lóng lánh, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào thạch nhân. Quả nhiên là cao thủ nguyên thuật, pháp môn kỳ dị, thủ đoạn huyền diệu chưa từng thấy qua. Loại nguyên thuật này có thể dò ra được vật quý hiếm bên trong tảng đá sao? Bên cạnh, những lão nhân này đều lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng thực chờ mong, đều muốn nhìn xem hắn còn có diệu pháp gì hay không. Diệp Phàm cũng không dao động thần lực, hoàn toàn là thi triển ra nguyên thuật, đây là lần đầu tiên hắn trịnh trọng như thế, bởi vì Cửu Khiếu Thạch Nhân thật sự rất đặc biệt. Qua thời gian rất lâu, hào quang đủ màu sắc rót vào trong Cửu Khiếu cũng không có sinh ra biến hóa gì khác lạ, kỳ thạch phong cách cổ xưa tự nhiên vẫn y nguyên như cũ. Diệp Phàm nhíu mày, nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi bãi đá, không quan sát dưới ánh mặt trời nữa, những thủ pháp này vô dụng. Lý Hắc Thủy chuyển âm, nói: Nhìn không thấu triệt sao, dứt khoát đừng động tới nó, vừa rồi ta nghe người ta nói, tảng đá này đặt ở nơi đây nhiều năm, mặc dù có người xem trọng, nhưng ở thời điểm cuối cùng cũng bỏ qua. Tiểu Nguyệt không áo tím cũng lên tiếng nhắc nhở, "Tiểu huynh đệ, nếu không có nắm chắc thì đừng nên động tới nó, rất nhiều cao thủ nguyên thuật đã từng xem qua, cuối cùng lại đều rời đi." Diệp Phàm thực bình tĩnh nói, "Ta xem thêm chút nữa." Hắn đặt cửu khiếu thạch nhân ở trên mặt cỏ, sau đó cẩn thận đo đạc trên thân thạch nhân rồi bắt đầu rất nhanh ra tay không ngừng điểm chỉ xuống phía dưới có thể nhìn thấy rõ ràng từng đạo từng đạo kim mang dài cả tấc chỉnh sâu vào một vài vị trí đặc thù xem giống như từng hạt từng hạt vàng rơi xuống điểm thạch thành kim thủ nguyên sư phó tóc trắng xóa ở trong đám người có vẻ thực đặc biệt kêu lên sợ hãi cái gì? Thật sự là điểm thạch thành kim thủ kỳ học nổi tiếng vang dội trong nguyên thuật. Cao thủ của nguyên thuật thế gia đi ra đều không nhất định có thể thi triển được. Một ít lão nhân cả kinh nói. Thiệt hay giả, thiếu niên này thi triển chính là điểm thạch thành kim thủ sao? Điều này, thật khó tin, thật đúng là một thiên tài nguyên thuật. Trung quanh, một đám nhân vật lớp người già đều lộ ra vẻ kinh ngạc, loại nguyên thuật này bọn họ nghe nói, nhưng gần như chưa từng thấy qua người thi triển bên ngoài thạch viên hiệu chữ thiên ngô tử minh cùng lý trọng thiên hai mặt nhìn nhau vẻ mặt cổ rũ có cảm giác như cắn phải hoàng liên đại hạ hoàng tử cũng giật mình kinh ngạc càng thêm chú ý hắn đứng ở phía trước nhất gần như sắp dán thân mình lên cửu khiếu thạch nhân yêu nguyệt không cũng cúi mình xuống quan sát thật gần hắn cảm thấy nguyên thuật của diệp phàm còn bất phàm hơn so với tưởng tượng của hắn nếu như có thể kéo gần quan hệ sau này đem lại vô cùng ích lợi cho thiên yêu bảo khuyết suốt 188 đạo kim mang dài cả tức bị Diệp Phàm nhốt đánh vào trong thạch nhân, đây không phải là thần lực, hắn không lo lắng đánh vỡ thạch nhân này. Trong đám người nguyên sư phó liên tục trầm trồ thán phục. Không ngờ liên tục rót vào là điểm thạch thành kim thủ hoàn chỉnh. Diệp Phàm rất chăm chú, cũng không có bị ảnh hưởng bởi người ở xung quanh, hắn bắt đầu vỗ vào đá theo quy luật, hai tay cẩn thận lắng nghe, mãi một hồi lâu sau mới dừng lại. Thế nào? Lý Hắc Thủy khẩn trương hỏi, bị nhiều người chú ý như vậy và tiêu phí cái giá trên trời để chọn khối vật liệu đá này, bất cứ người nào đều rất khó bình tĩnh. Vẫn không thể xác định, tuy nhiên, ta sẽ chọn nó, mua lấy. Khi Diệp Phàm thốt ra hai chữ mua lấy, rốt cục thạch viên không còn yên tĩnh, một tràng tiếng ồ lớn, mọi người đều bàn luận xôn xao. Cửu khiếu thạch nhân chính là kỳ thạch với giá trên trời, đặt ở trong này đã rất nhiều năm, vẫn không ai dám động tới, gần như sắp trở thành bảo vật trấn viên của đạo nhất thạch phường. Hôm nay, rốt cục có người sắp cắt kỳ thạch này, tất cả mọi người đều có hơi cấp bách muốn nhìn xem trong thạch nhân rốt cuộc dựng dục sinh ra cái gì. Hôm nay quả nhiên chuyến đi này không tệ, giải quyết xong tâm nguyện nhiều năm của chúng ta. Một số lão nhân liên tục cảm thán. Anh hùng xuất thiếu niên, quả nhiên có quyết đoán, rất nhiều người đã xem qua tảng đá này, ngay cả người của nguyên thuật thế gia đã tới, trung quy là không có mua. Cả trong lẫn ngoài thạch viên tiếng bàn tán gì dầm không chịu nổi, tất cả mọi người đang bàn luận về cái nhìn của mình. Ngô Tử Minh cười lạnh nói, ta xem ra hắn là không hay ho rồi, nhiều cao thủ như vậy còn thật sự cân nhắc rồi bỏ qua, cũng không xem trọng tảng đá này mà hắn dám mua xuống, hát. Lý Trọng Thiên cũng châm chọc nói một lát nữa nhìn hắn ngã xuống đầu rơi máu chảy, để xem hắn kết thúc như thế nào. Bên trong thạch viên, Lý Hắc Thủy nhíu mày, hỏi. Người nhìn không thấu tảng đá này, căn bản không thể xác định, vì sao còn muốn mua. Cái gì kêu đổ thạch, chữ đổ đặt trước chữ thạch, nếu một khi nguyên thuật đều không làm sao được, cũng chỉ có thể lớn mật liều đánh cược một phen. Diệp Phàm nghiên cứu nguyên thiên thư, hiện giờ nguyên thuật còn chưa đạt tới cảnh giới toàn vẹn, không thể so sánh với nguyên thiên sư đích sát nhìn không thấu tảng đá này, nhưng như có như không hắn cảm ứng được một tia dị thường. Hắn cảm thấy nhất định đây không phải phàm thạch, chỉ có điều là không biết có thể cắt ra vật quý hiếm tuyệt thế gì hay không, hắn không nghĩ bỏ qua. Bởi vì không lâu trước đó nguyên thuật thế gia đã tới mấy người, hắn sợ dẫn tới nhân vật càng lợi hại hơn. Tốt, tốt, tốt. Nguyên sư phó là kích động nhất, thân thể run rẩy hắn giữ thạch viên này mấy chục năm hắn cũng không phải tu sĩ sinh thời đều muốn nhìn thấy có người mở ra thạch nhân này để xem đến tột cùng là cái gì ngay cả lão đạo cô bình tĩnh nhất cũng lộ ra một tia dị sắc không còn hờ hững như trước thiếu nữ đạo sĩ của đạo nhất thánh địa cũng xuất hiện ở gần bên rõ ràng cũng muốn nhìn xem khoảnh khắc khi diệp phàm cầm đao tất cả mọi thanh âm đều biến mất thạch viên rộng lớn như vậy hoàn toàn tĩnh lặng chỉ còn lại những ánh mắt nóng bỏng khắp thạch viên im ắng, có thể nghe tiếng lá rụng. Diệp Phàm bắt đầu cắt kỳ thạch, cẩn thận mà tỉ mỉ, biên độ rất nhỏ, hạ đau ổn mà chuẩn xác. Xoạt. Khi thanh âm đầu tiên truyền ra, mọi người đều chấn động, tiếng động này vừa vang ra, nói lên bảo vật trấn viên của đạo nhất thạch phường rốt cục phải bị giải khai rồi. Vụ đá bay tán loạn, Diệp Phàm chuyên tâm vận đao, hắn cũng không có nương tay, tốc độ rất nhanh, không lâu lắm chỉ khoảng nửa khắc đã lột bỏ cánh tay của thạch nhân. Kết quả, trừ một đống đá vụn trên mặt đất cái gì cũng không có ngay cả một khối nguyên bình thường cũng không thấy cắt ra có thể nhìn thấy bên trong thạch nhân rất bình thường trống rỗng căn bản không phải là vật liệu đá dựng dục sinh ra vật quý hiếm gì lý hắc thủy biết sự tình thực không tốt quả nhiên trách không được những cao thủ nguyên thuật kia cuối cùng lắc đầu buông bỏ cửu khiếu thạch nhân này nhìn đặc biệt nhưng bên trong rỗng không khẳng định không cắt ra nguyên một vài lão nhân phi thường thất vọng chờ mong tảng đá này rất nhiều năm, hôm nay rốt cục có người mở ra, không nghĩ đúng là bình thường như thế, không có một chút thần kỳ nào. Thậm chí, có phải lão nhân hoài nghi, đây là bố cục đạo nhất thánh địa làm ra, cố ý lừa gạt người có nguyên thuật trình độ tinh thâm nào đó. May mà, năm đó ta nhịn được xúc động, không có mua lấy khối vật liệu đá này. Diệp phàm như mắt điếc tai ngơ đối với những thanh âm này, tiếp tục huy động thiết đao, không lâu sau, hai chân của thạch nhân cũng bong ra từng mảng vẫn như cũ trống giống. Ôi, nhiều năm qua như vậy, tảng đá này vẫn khiến ta không bỏ xuống được, không nghĩ tới lại là cái dạng này. Nếu có vật quý hiếm tuyệt thế thì sớm đã phát sinh dị tượng thạch trung phi tiên rồi, hiện tại ngay cả dao động cũng không có, thật làm cho người ta thất vọng. Những lão nhân này đều lắc đầu cảm thán. Khẩn trương nhất không ai bằng lý hắc thủy, đây chính là một khối vật liệu đá có giá trên trời, nếu không cắt ra được thứ gì, thần dược trước đó đều phải lấy ra điền vào khoản nợ. Diệp Phàm cũng không có nói lời nào, tiếp tục vung đao, cắt bỏ phần bụng của thạch nhân vẫn như cũ trống không. Tiếp theo đó phần sau đầu cũng cắt lột xong, cuối cùng hắn dừng đao ở phần lực rộng, đá vụn bay tán loạn, vẫn là cái gì cũng không có. Lý Hắc thủy toát mồ hôi lạnh chảy dòng xuống dưới, cõi lòng đầy hy vọng, đến hiện giờ lại vô cùng thất vọng. Giờ phút này, trên mặt đất chỉ còn lại một cục đá bằng nắm tay chưa có lột ra, nơi đó ở ngay bộ vị trái tim, ngoài ra phần xương chán trên đầu cũng không có hạ đau. Tới lúc này, ngoài thạch viên không còn bình tĩnh nữa, không có người nào xem trọng cửu khiếu thạch nhân này nữa, cắt đến hiện tại đều là trống rỗng. Còn lại chút vật liệu đá như vậy gần như không có khả năng dựng dục sinh ra vật quý hiếm gì. Hà hà! Ngô Tử Minh cười to, nói. Không biết lượng sức, nhiều năm trôi qua như vậy tất cả cao thủ đều lắc đầu mà đi, không ai chọn nó, người thực nghĩ rằng mình là nguyên thuật đại sư sao. Lý Trọng Thiên cũng vui sướng khi người gặp họa, chăm chọc. Luôn luôn có những người không biết trời cao đất rộng, nghĩ rằng mình có thể chỉ điểm giang sơn, kết quả lại là ngã xuống đầu rơi máu chảy, kỳ thật cũng không là cái gì. Hà hà! Đoàn người bọn họ tất cả đều cười nghiêng ngả, ngoài thạch viên một mảng sôi sụp dầm dĩ. Có người chăm chọc, có người chế nhạo, cũng có người đồng tình, đủ các loại biểu tình hiện ra, thể thái nhân tình trên đời trăm vẻ đều có. Hiện tại, không ai giữ được im lặng, toàn cảnh huyên náo ầm ý, ai cũng không xem trọng khối kỳ thạch cửu khiếu thạch nhân này nữa. Hạc hắc, hắc. vang lên tiếng cười lạnh thâm trầm mà ý vị thâm trường ở cách đó không xa, lý nhất thủy thái thượng trưởng lão của huyễn diệt cung cũng xuất hiện rồi. Giờ phút này, ngay cả yêu nguyệt không cùng đại hạ hoàng tử đều rất thất vọng ở một bên trầm mặc không nói gì, có chút nghi hoặc có phải mình đánh giá sai về Diệp Phàm hay không. Xa xa, Khương Giật Phi cũng hơi nhíu mày, cuồng công chú ý tới nơi này như vậy. An Diệu Y cũng khe khẽ lắc đầu, thần sắc trên gương mặt xinh đẹp không tỉ viết bình thản lại. Một đám lão nhân yên lặng quan sát ở bên cạnh Diệp Phàm cũng không nói thêm gì nữa. Thiếu nữ đạo sĩ Thanh Tú đứng một bên, vẫn như cũ thực bình tĩnh, không tỏ vẻ gì khác lạ. Còn bà nó, thật sự khiến người ta căm tức mà. Lý Hắc Thủy thực buồn bực, cùng hăng trừng mắt nhìn về phía đám người ngô tử minh, Lý Trọng Thiên xa xa. Giờ phút này, chỉ có tiểu ni cô áo trắng còn ngồi trên mặt đất, rất là hồn nhiên, còn to mò nhìn chằm chằm vào hòn đá bằng nắm tay kia, chớp chớp đôi mắt to hỏi. Như thế nào không cắt luôn? Diệp phàm điềm tĩnh không nao núng, đứng dậy, hướng ra khắp nơi la lớn. Có người nào muốn đánh cược với ta không?